cái loại bệnh thực quản, bệnh lý trào ngược, viêm thực quản. Và trong cái đề tài kế tiếp, chúng ta đi xuống tới dạ dày. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu bác sĩ Sơn sẽ thảo luận với chúng ta việc xử trí tình trạng liệt dạ dày và khó tiêu. Bác sĩ Sơn cũng là tiến sĩ nghiên cứu sinh trong lớp học của chúng tôi. Xin kính mời. Xin kính chào tất cả các bạn. Trong bài báo cáo này, chúng tôi sẽ nói về việc xử trí. Tôi sẽ bắt đầu bằng một ca lâm sàng. Bệnh nhân nữ 27 tuổi được chuyển tới trung tâm chuyên sâu với các triệu chứng khó tiêu kháng trì. Các triệu chứng này đã bắt đầu trong vòng 10 năm vừa qua. Và triệu chứng khó chịu nhất là cảm giác đầy sau khi ăn. Cũng có buồn nôn nhưng mà không có ói. Bệnh nhân phải tránh ăn những thức ăn mà béo nhiều. Bệnh nhân đã được cắt ruột thừa hồi còn bé, bị chán ăn thần kinh tại độ tuổi 13. Sau 2 năm thì hết. Hiện tại bệnh nhân còn sống, là con một sống với bố mẹ, làm tại văn phòng và bị các triệu chứng đã phải nghỉ làm cách đây 5 tháng. Đây có phải là khó tiêu chức năng không? Hay là liệt dạ dày? Tôi xin bắt đầu bằng một cái phần giới thiệu ngắn về các rối loạn tiêu hóa chức năng được định nghĩa bởi quy trình Rome. Một cái khó tiêu chức năng giới hạn tới vùng hạ tá tràng. Tiêu chuẩn định nghĩa của Rome 4 xác định khó tiêu chức năng là bệnh nhân sẽ có ít nhất là một trong các triệu chứng như sau. Bệnh nhân có cảm giác đầy sau ăn, mau no, đau thượng vị, hoặc cảm giác nóng rát thượng vị, không thấy có biểu hiện của các bệnh lý cấu trúc. Bệnh nhân đã phải có ít nhất triệu chứng như vậy là kéo dài 6 tháng và các tiêu chí đạt trong vòng 3 tháng vừa qua. Khi một bệnh nhân bị khó tiêu chức năng mà chưa có làm nội soi hoặc là kiểm nghiệm gì thêm vào với chúng ta thì khoảng 70% là khó tiêu chức năng. Tuy nhiên, chúng ta cần loại trừ những trường hợp khó tiêu do tổn thương cơ quan. Thí dụ, chúng ta cần thực hiện nội soi để loại trừ những cái chẩn đoán vừa kể. Một số các triệu chứng cảnh báo hoặc các yếu tố nguy cơ, thí dụ như đóng trong cái khung đỏ, chẳng hạn như bệnh nhân sụt cân ngoài ý muốn, bệnh nhân cao tuổi, hoặc là khi các bạn nghi ngờ có tổn thương ung thư, vân vân, thì các bạn nên làm nội soi. Khó tiêu chức năng có thể chia tiếp thành hai hội chứng phía bên tay trái là hội chứng khó chịu sau ăn hay viết tắt là PDS, và bên tay phải là hội chứng đau thượng vị. Những người bệnh nhân mà bị PDS thường than phiền là mau no, hoặc cảm giác đầy bụng sau ăn, hoặc là các triệu chứng khác liên quan đến sau ăn. Hội chứng đau thượng vị thì các triệu chứng có thể không liên quan tới bữa ăn, thí dụ đau thượng vị hoặc nóng rát ở thượng vị. Bây giờ chúng ta qua tình trạng liệt nhẹ dạ dày. Liệt nhẹ dạ dày là tình trạng trì hoãn sự tống xuất thức ăn trong dạ dày mặc dù không có tắc nghẽn cơ học. Các triệu chứng có thể tương tự như khó tiêu chức năng, tuy nhiên buồn nôn và ói mửa thì nổi trội hơn ở những bệnh nhân này. Bệnh nhân cũng có thể có than phiền, cảm giác đầy bụng sau ăn, chướng bụng hoặc là đau thượng vị. Để chẩn đoán liệt nhẹ dạ dày hoặc là để chẩn đoán loại trừ, để loại bỏ những cái tắc nghẽn cơ học bằng cách nội soi đường tiêu hóa trên, chúng ta cũng có thể chụp CT scan hoặc là X-quang ruột non. Chúng ta cũng có thể làm một cái kiểm nghiệm về tống xuất thức ăn trong dạ dày. Các nguyên nhân dẫn tới liệt nhẹ dạ dày chủ yếu là vô căn.
Tuy nhiên, có một tỷ lệ tương đối lớn, khoảng 1/3 là do tiểu đường. Hơn nữa, chúng ta cũng cần kiểm tra một số các loại thuốc điều trị khác như các loại thuốc mà có gốc morphine, narcotics cũng có thể ảnh hưởng. Chúng ta có thể sử dụng những lựa chọn điều trị nào? Chúng tôi sẽ giải thích nhiều hơn về việc điều trị tiệt trừ Helicobacter. HP đã điều trị tiệt trừ HP đã được chứng minh trong những nghiên cứu khác nhau. Một phân tích gộp cho thấy có một lít nhỏ nếu như xét nghiệm có HP dương tính sau khi điều trị và so với trước điều trị. Tuy nhiên, có một số hạn chế của nghiên cứu này. Con số bệnh nhân cần được điều trị đạt kết quả là tương đối cao 12,5 và XL điều trị là đến muộn. Triệu chứng chỉ giải quyết được sau khoảng nửa năm tới một năm. Hơn nữa, nó còn hiệu quả còn phụ thuộc vào tần suất của bệnh. Chẳng hạn trong các dân số ở châu Á thì nhiễm HP nhiều hơn so với dân số phương Tây. Do đó, con số bệnh nhân mà cần được điều trị để đạt được kết quả ở châu Á thì nhỏ hơn NNT 5,9. Để điều trị khó tiêu chức năng mà về triệu chứng, theo cái đồng thuận của Kyoto cho rằng những bệnh nhân mà hết triệu chứng sau khi điều trị tiệt trừ HP có thể xem là khó tiêu liên quan tới HP. Những bệnh nhân mà không hết triệu chứng sau khi điều trị tiệt trừ HP thì cần xem là các bệnh nhân thực sự là khó tiêu chức năng. Quay trở lại ca lâm sàng của chúng ta, 27 tuổi, nội soi đường tiêu hóa trên bình thường, sinh thiết dạ dày cũng âm tính với Helicobacter pylori, vậy chúng ta không thể điều trị được. Chúng ta có những cái lựa chọn nào khác, ức chế axit. Ví dụ như sử dụng ức chế bơm proton PPI, cũng có thể được sử dụng. Trong cái phân tích gộp này, chúng ta thấy có một lợi ích nhỏ nhưng có ý nghĩa ở các bệnh nhân có cải thiện triệu chứng sau khi dùng PPI so sánh với dạ dược. Cần lưu ý rằng không có hiệu quả đối với đáp ứng đối với liều lượng. Vậy vậy chúng ta cần sử dụng cái liều thấp nhất nếu có thể được. Hơn nữa, có một cái lít nhỏ đối với những nhóm bệnh nhân mà có biểu hiện đau thượng vị so sánh với cái nhóm rối loạn vận động dạ dày. Sau khoảng 4-8 tuần điều trị mà không có cải thiện với PPI thì chúng ta nên ngừng PPI. Nếu như mà bệnh nhân có cải thiện triệu chứng thì chúng ta sau khi đã điều trị tiệt trừ HP âm tính và điều trị bằng PPI mới có hiệu quả. Trở lại bệnh nhân của chúng ta, bệnh nhân của chúng ta triệu chứng lại nặng hơn trong vòng 9 tháng sau. Bệnh nhân cảm giác đầy bụng sau ngay trong sau khi ăn, bữa ăn nhỏ cũng ăn không được, đau thượng vị và ở nóng sau ăn, buồn nôn, không ói mửa. Bệnh nhân tiếp tục sụt ký, cảm thấy mệt mỏi, không làm việc được, ban đêm khó ngủ, lo lắng. Phần thì bình thường, khi khám lâm sàng, bệnh nhân có dáng vẻ bị suy mòn, bệnh nhân lo lắng, nhạy cảm. BMI của bệnh nhân là thấp 14.7, huyết áp thấp. Và khi khám bụng thì thấy có phản ứng đề kháng nhẹ vùng thượng vị. Chúng tôi thực hiện thêm một số các xét nghiệm cận lâm sàng. Sinh hóa thì thấy bình thường, không thấy có biểu hiện viêm, chức năng gan bình thường, không có kháng thể kháng nhân, chức năng tuyến giáp bình thường và cũng không có biểu hiện trên huyết thanh học hay bệnh lý celiac. Xương bụng cũng không phát hiện thấy bất thường. Sinh thiết thêm cũng không thấy có nhiễm trùng hoặc là bệnh lý mà ta tràng. Chúng ta điểm lại những cái điều trị trước đây của bệnh nhân. Bởi vì bệnh nhân chỉ đạt được hiệu quả tối thiểu khi dùng PPI, domperidone một loại prokinetic, sử dụng metoclopramide hoặc alisabrid là không hiệu quả.
sử dụng chống trầm cảm amitriptyline thì dung nạp kém. Hiện tại bệnh nhân đang xài cái gì? PPI, esomeprazole 20 g, domperidone ngày 3 lần và ban đêm phải uống thuốc ngủ và melatonin. Vì bệnh nhân có cái triệu chứng dai dẳng, chúng tôi đã thực hiện một cái nghiệm pháp tống xuất thức ăn của dạ dày. Nghiệm pháp này bình thường. Như có thể thấy, bệnh nhân này đang xài domperidone. Đây là một loại thuốc prokinetic. Chúng tôi điểm lại một số các bằng chứng của các loại prokinetic. Đã có một số các nghiên cứu, đa số là các nghiên cứu xưa. Sisaprid là một cái loại được khảo sát nhiều nhất. Tuy nhiên, như đã nói, Sisaprid đã bị rút ra khỏi thị trường do kéo dài cái đoạn QT. Một số các loại khác cũng có các tác dụng phụ nghiêm trọng như tegaserod. Cái loại mà chúng tôi coi trong cái phân tích gộp này là etoprid. Không thấy có sự cải thiện đáng kể khi bệnh nhân sử dụng etoprid so sánh với dạ dược. Tuy nhiên, trong nghiên cứu pha 2 thì cho thấy cái etoprid nó có lợi. Điều này có thể được giải thích bởi do sự lựa chọn của các bệnh nhân mà tôi sẽ giải thích sau. Nhìn chung, đối với prokinetic so sánh với nhân đối chứng, cho nên trong guideline cho rằng là có thể sử dụng liều nhưng mà thấp nhất có thể. Đây là tổng quan về các loại prokinetic khác nhau. Như có thể thấy, các loại đối vận dopamine 2 hoặc đối vận 5-HT, vân vân. Tuy nhiên, sự khả dụng là giới hạn. Metoclopramide, domperidone là có sẵn trên thị trường, nhưng việc sử dụng bị hạn chế do các tác dụng phụ. Sisaprid và tegaserod thì đã bị rút ra khỏi thị trường do các tác dụng phụ trên tim mạch. Như vậy, các prokinetic có tác động khác nhau đối với vận động của dạ dày, nhưng nó đều cải thiện sự thông suốt thức ăn của dạ dày. Chúng ta cần cẩn trọng trong việc điều trị những bệnh nhân này. Chúng tôi thấy có cải thiện triệu chứng khi sử dụng thuốc. Tuy nhiên, gần đây hơn, một cái phân tích gộp khác của tác giả Prasad vào năm 2019 cho thấy có một mối tương quan. Tuy nhiên, nó làm tăng tốc sự tống xuất thức ăn của dạ dày. Khảo sát sâu hơn về etoprid. Etoprid là một loại đối vận dopamine và ức chế men cholinesterase có sẵn ở đa số các nước châu Á và kể cả các vùng Tây Âu. Đây là một loại thuốc an toàn hơn, không có nhiều tác dụng phụ. Khảo sát etoprid trong cái nghiên cứu của chúng tôi. Đây là cái dữ liệu chưa được công bố. Nghiên cứu này thì chưa đủ cơ mẫu đối với etoprid. Mặc dù không có ưu thế hơn so với dạ dược, tuy nhiên người ta so sánh với triệu chứng đầu vào của bệnh nhân cho thấy có ích lợi khi so sánh với dạ dược ở đầu vào. Và đặc biệt đối với triệu chứng mau no, etoprid cũng có hiệu quả nhất ở trong cái nhóm mà có triệu chứng chồng lấn, vừa có bị PDS cũng như là đau thượng vị. Điều này có thể giải thích tại sao có sự khác biệt về kết cục của nó với các loại thuốc khác. Bây giờ chúng ta qua em loại thuốc thứ hai là prucalopril. Prucalopril cũng là một loại đối vận với 5-HT đã được sử dụng ở những bệnh nhân mà bị liệt nhẹ dạ dày và táo bón, đã cải thiện thời gian tống xuất thức ăn của dạ dày so sánh với dạ dược. Ở đây chúng ta cũng ghi nhận sự cải thiện về triệu chứng của liệt nhẹ dạ dày. Buspirone là một loại thuốc prokinetic giảm âu lo. Trong một cái nghiên cứu ở những bệnh nhân bị khó tiêu chức năng,
cho thấy có sự cải thiện về các hội chứng có chiều sâu ăn, và đặc biệt là triệu chứng nổi bật, cải thiện triệu chứng nổi bật ở những bệnh nhân có triệu chứng mau no tốt hơn so với dạ dược. Không thấy sự thay đổi về cảm ứng của dạ dày. Acoutiamide là cái loại prokinetic cuối cùng mà chúng ta sẽ thảo luận. Đây là một cái loại kết hợp vừa có tác động ức chế thụ thể muscarinic và ức chế cholinesterase làm tăng tốc tông suất thức ăn của dạ dày. Do đó có sự gia tăng co bóp của dạ dày, dẫn tới tốc suất thức ăn của dạ dày mạnh hơn và tăng cường sức chứa của dạ dày. Acoutiamide liều tối ưu đã được khảo sát trong nghiên cứu pha 2 và cái liều có vẻ là 100 mg. Trong nghiên cứu pha 3 có sự cải thiện trong đánh giá tổng thể kết quả triệu chứng ở những bệnh nhân khi sử dụng acoutiamide so sánh với dạ dược. Kết lợi này tiếp tục được duy trì trong 4 tuần sau điều trị. Trong một cái nghiên cứu khác, khả năng sức chứa của dạ dày tăng khi sử dụng acoutiamide khi so sánh với nhóm dạ dược, tức là tăng sức được sức chứa của dạ dày. Chúng ta có thể bổ sung cái thuốc này vào trong cái thuật toán lưu trình điều trị của chúng ta. Prokinetic là đã được chứng minh là có lợi ở những bệnh nhân bị hội chứng khó chịu sau ăn, đặc biệt những bệnh nhân có biểu hiện mau no, cũng có thể được sử dụng cái nhánh còn lại như một cái điều trị bổ sung. Chúng ta có thể thấy nếu như prokinetic không hiệu quả, chúng ta đổi qua PPI và ngược lại. Bản thân bệnh nhân chúng ta thì không muốn nhập viện, không muốn sử dụng các loại thuốc có tác dụng phụ, cho nên chúng tôi đã sử dụng một loại thảo dược và đặt hàng buspirol từ nước ngoài. Bệnh nhân sử dụng những cái bổ sung dinh dưỡng, tiếp tục theo dõi cân nặng của bệnh nhân. Hẹn tái khám sau 3 tuần. Tuy nhiên sau khoảng 2 tuần rưỡi sau thì bệnh nhân vào phòng cấp cứu vì bệnh nhân lo lắng không ngủ được, cảm thấy kiệt sức, kiệt lực. Bệnh nhân này vào để điều trị dinh dưỡng, tư vấn về mặt tâm thần và thay đổi điều trị. Trong tay chúng ta còn những vũ khí gì nữa? Chúng ta có các loại thuốc tác động trên trung ương. Trong các phác đồ cho thấy nếu như mà tất cả các biện pháp vừa kể là không hiệu quả, chúng ta có thể sử dụng chống trầm cảm hoặc là tư vấn liệu pháp tâm lý. Những cái chất có khả năng điều biến thần kinh, ví dụ như chống trầm cảm, SSRI hoặc là SNRI, có một số bằng chứng là hiệu quả tốt hơn so sánh với dạ dược hoặc các chất hướng thần. Những loại như supirid và amitriptyline. Amitriptyline được khảo sát trong một nghiên cứu lớn của tác giả Tally và đồng công sự. Bệnh nhân sử dụng amitriptyline so sánh với dạ dược. Biểu đồ này cho thấy ở những bệnh nhân mà có các triệu chứng giống như là bị loét dạ dày, tức là hội chứng đau thường bì, thì thấy có cải thiện triệu chứng. Những bệnh nhân sử dụng amitriptyline là có cải thiện. Những bệnh nhân mà có chậm tống suất thức ăn dạ dày thì không thấy có cải thiện. Với những bệnh nhân có tống suất thức ăn bình thường thì thấy có cải thiện so với dạ dược, không thấy có tác dụng. Như vậy, amitriptyline có vẻ là có hiệu quả để điều trị với những bệnh nhân có biểu hiện đau thường bì, nhưng không ở những bệnh nhân có hội chứng khó chịu sau ăn. Bây giờ chúng ta qua một loại kế là metazepine, đây là một loại chống trầm cảm.
có tác động đối với những cái thụ thể dẫn truyền thần kinh khác nhau. Đây là một nghiên cứu đối với những bệnh nhân bị kho tiêu chức năng mà bị sụt cân hơn 10% thể trọng. Như có thể thấy, sau khi điều trị bằng mirtazapine đã có sự cải thiện một cách rõ rệt về độ nặng của triệu chứng kho tiêu cũng như biểu hiện mau no, cân nặng và dung nạp thể tích thức ăn cũng cải thiện. Chất lượng cuộc sống cũng được cải thiện ở những bệnh nhân này. Khi chúng ta bổ sung thêm những cái phát hiện vừa kể vào trong cái phác đồ, chúng ta có thể sử dụng những cái chất điều biến thần kinh ở trong cả hai nhóm. Tuy nhiên, amitriptyline dường như có hiệu quả hơn ở những bệnh nhân có biểu hiện đau thượng vị. Còn mirtazapine thì nghiêng về những bệnh nhân mà bị sụt cân nhiều, ở những bệnh nhân có hội chứng khó chịu sau ăn. Khi bệnh nhân mà lại không đáp ứng với các điều trị vừa kể, chúng ta có thể thực hiện một cái thử nghiệm về tống suất thức ăn dạ dày. Nếu như tống suất thức ăn dạ dày mà chậm, chúng ta có thể sử dụng prucalopril. Đây là một chất dùng trong liệt nhẹ dạ dày nếu như thất bại luôn. Nên hỗ trợ dinh dưỡng, liệu pháp tâm lý, tâm thần hoặc là triển khai những phương pháp điều trị còn trong vòng thử nghiệm. Bệnh nhân của chúng tôi được nhập viện và nuôi ăn hoàn toàn qua đường tĩnh mạch. Bệnh nhân tăng được 2,5 kg. Bệnh nhân hài lòng. Sau khi đặt ống mũi dạ dày trong vòng 5 ngày, chúng tôi bắt đầu sử dụng mirtazapine. Chúng tôi cũng tư vấn về mặt tâm thần. Bệnh nhân không có các bệnh lý tâm thần nguyên phát, chỉ là thứ phát. Bệnh nhân đồng ý sử dụng mirtazapine. Bệnh nhân đã tăng cân lại trong bệnh viện. Khi bệnh nhân về nhà thì nó sụt cân thoáng qua, nhưng sau đó phục hồi. Hiện tại vẫn còn sử dụng mirtazapine và đã quay trở lại cuộc sống bình thường và bắt đầu có việc làm trở lại. Xin cảm ơn. Chúng tôi có một số các câu hỏi từ phía cử tòa. Một trong câu hỏi là về ca lâm sàng này. Chúng ta đã nói về kháng thể kháng nhân là âm tính. Như vậy, một đồng nghiệp hỏi là tại sao phải đi xét nghiệm kháng thể kháng nhân? Đây là một câu hỏi thú vị. Ở bệnh nhân này, không phải tất cả các bệnh nhân đều chúng ta đều xét nghiệm kháng thể kháng nhân, nhưng mà vì đây là bệnh nhân nữ, xét nghiệm kháng thể kháng nhân được chỉ định vì bệnh nhân bị sụt cân nặng và chúng ta không thấy có những cái biểu hiện triệu chứng khác mà có thể giải thích được cái tình trạng sụt cân như vậy. Chính vì vậy chúng tôi phải khảo sát xét nghiệm toàn diện. Bệnh nhân này không có biểu hiện về xơ cứng bì hoặc là các bệnh lý tự miễn khác không? Một câu hỏi nữa liên quan tới xét nghiệm hơi thở. Có thể nói rõ hơn về xét nghiệm hơi thở không? Tại phòng khám của chúng tôi, cái xét nghiệm tống suất thức ăn dạ dày dùng để chẩn đoán phát hiện những cái tống suất thức ăn dạ dày chậm trì hoãn đối với thức ăn đặc. Cái kiểm tra này một câu hỏi nữa liên quan đến sự chồng lấn giữa khó tiêu chức năng và các bệnh lý khác. Bài cái đó sẽ được đề cập trong bài báo cáo kế tiếp. Chị sẽ tư vấn gì đối với những bệnh nhân thí dụ như từ Ấn Độ chẳng hạn, hoặc không có cái xét nghiệm hơi thở hoặc là xét nghiệm về tống suất thức ăn trong dạ dày mà lại không được bảo hiểm chi trả, hoặc không thể thực hiện cái xét nghiệm đắt tiền như vậy,
thì có thể điều trị theo kinh nghiệm dựa trên triệu chứng không? Có thể chụp nhấp nháy, xẻ hình, tuy nhiên hơi đắt tiền. Hoặc là thử điều trị. Tôi nghĩ có thể sẽ tự thử sử dụng Prucalopril. Bởi vì bệnh nhân này than phiền chủ yếu là buồn nôn khi các bạn nghĩ tới liệt nhà dạ dày mà không có trong tay những cái xét nghiệm hoặc là chuyên sâu nào khác thì nên sử dụng thử Prucalopril. Nếu điều trị thử thì phải trong bao lâu rồi mới thay đổi? Thí dụ sử dụng Prokinetic thì điều trị thử trong bao lâu? Đa số các Prokinetic trong các nghiên cứu được sử dụng trong khoảng thời gian từ 4 đến 8 tuần. Thí dụ Acoethiamide là có hiệu quả sau 2 tuần. Tại trong các phòng khám thì tôi nghĩ nên chờ cứ khoảng 2 tuần. Còn nếu sau 4 tuần mà không có hiệu quả thì chúng tôi nghĩ là nên ngưng điều trị. Xin cảm ơn các câu trả lời rõ ràng. Bây giờ chúng ta sẽ qua bài báo cáo kế tiếp. Báo cáo kế tiếp sẽ do đồng chủ tọa với chúng tôi. Tác giả sẽ mô tả hội chứng dumping. Chúng ta đang thấy hội chứng dumping và hay gặp ở trong phẫu thuật loét. Rồi nhiều khi chúng ta quên và bây giờ lại gặp lại. Và vì vậy chúng tôi sẽ trình bày trong ca lâm sàng này. Chúng ta bắt đầu với bệnh nhân nữ. Bệnh nhân này 47 tuổi. Bệnh nhân làm tài xế xe buýt. Bệnh nhân này có béo phì bệnh lý. Can thiệp về chế độ ăn thì chẳng hiệu quả bao nhiêu. Bệnh nhân đã thực hiện phẫu thuật bắc cầu dạ dày Roux-en-Y vào năm 2009. Bệnh nhân đã giảm cân ngoạn mục 45 kg trong vòng 6 tháng đầu. Xét về giảm cân thì rất là thành công. Tuy nhiên kể từ sau khi mổ xong thì bị tào tháo rượt sau ăn. Không còn tập trung chú ý, toát mồ hôi và đã có không còn được quyền lái xe buýt nữa do bệnh nhân mất tập trung chú ý và giảm nhận thức. Bệnh nhân này được làm nghiệm pháp dung nạp gluco đường uống. Nhìn ở đây có thể các bạn nghĩ rằng bệnh nhân này bị tiểu đường vì chúng ta thấy từ đường tăng từ 77 cho tới hơn 230 sau 60 phút. Tuy nhiên sau đó nó lại tụt và hạ đường huyết. Bệnh nhân giảm xuống khoảng 45 sau 150 phút. Khi chúng ta kiểm tra đường máu của bệnh nhân, song song đó chúng tôi kiểm tra hematocrit. Hematocrit tăng từ 36% lên tới 44%. Như vậy chúng ta thấy có cái diễn biến đường theo hai pha và sự tăng cường của hematocrit kết hợp với bệnh sử lâm sàng. Điều này khiến chúng ta nghĩ tới hội chứng dumping. Hội chứng dumping là phản ứng của cơ thể bằng cách tống xuất thức ăn từ trong dạ dày xuống tá tràng thật là nhanh, có thể là hỗn tràng. Nếu như các bạn được nối giữa dạ dày và ruột hoặc là ảnh hưởng tới thể tích của dạ dày. Khi thức ăn đổ nhanh xuống tá tràng và hỗn tràng thì chuyện gì xảy ra? Cơ thể thấy thức ăn đi xuống với số lượng nhiều như vậy. Cơ thể tưởng là có thể hấp thu. Khi có quá nhiều đường như vậy thì sẽ có các phản ứng của cơ thể. Nó sẽ phóng thích ra các chất incretin, vận mạch, vận động của dạ dày cần phải tăng lên, nhu động,
tăng lên để tống xuất cái thức ăn đã ra khỏi cơ thể, tức là dẫn tới tào thao rượt. Những triệu chứng vận mạch khiến cho bệnh nhân cảm thấy toát mồ hôi, hồi hộp, đánh trống ngực và hấp thu thực phẩm ở gluco vô quá nhiều, quá nhanh, cho nên tăng đường máu. Nó có hiệu ứng thứ phát, sự hấp thu đường máu quá nhanh như vậy sẽ kích thích sự phân tích insulin. Và những bệnh nhân mà rất là nhạy cảm đối với glucose, khi mà mất tới 45 kg ở bệnh nhân này, bệnh nhân sẽ rất nhạy cảm với insulin. Lúc này bệnh nhân có tình trạng cường insulin và biểu hiện đó là hẹ đường huyết. Điều này giải thích các triệu chứng của bệnh nhân. Bệnh nhân đã được nối dạ dày ruột, thức ăn đổ quá nhanh xuống tá tràng, biểu hiện vận mạch, tiêu chảy, tăng đường máu, rồi sau đó hại đường huyết. Đây là tổng quan về các triệu chứng của bệnh nhân. Dumping sớm thì các triệu chứng dạ dày ruột, triệu chứng vận mạch. Ví dụ như hồi hộp, đánh trúng ngực, toát mồ hôi, tụt huyết áp, tim nhanh, ngất, xỉu và dumping muộn là cái biểu hiện của hại đường huyết. Ví dụ như cảm giác đói, cũng toát mồ hôi, run rẩy, lu lẫn, rối trí và mất nhận thức. Có tệ hay không? Rất là tệ. Đây là chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Trong một cái đoàn hệ của các bệnh nhân mà chúng tôi đã khảo sát bị hội chứng dumping, chúng tôi sử dụng cái thang điểm SF36. Bình thường cái thang điểm của cái SF36 là phải 70, nhưng mà những bệnh nhân này bị tụt rất nhiều, có một tác động rất lớn đối với chất lượng cuộc sống. Có phổ biến hay không? Không phổ biến như chúng ta tưởng. Tôi đã bỏ sót nhiều trường hợp trước khi chúng tôi nhận thức được độ phổ biến của nó. 20% sau khi chúng ta cắt thần kinh 10 và tạo hình môn vị, tới 1/3 sau khi cắt hang vị, 10-40% sau khi cắt dạ dày và hơn phân nửa sau khi chúng ta cắt bỏ thực quản. Đó là bởi vì thần kinh phế vị cũng bị cắt luôn khi cắt thực quản, mà thần kinh 10 là thần kinh bảo vệ chống lại hội chứng dumping. Chẩn đoán như thế nào? Mình cần phải để ý, mình cần phải có nhạy bén ở mặt lâm sàng khi một bệnh nhân đã từng có tiền căn phẫu thuật dạ dày hoặc là thực quản. Dĩ nhiên chúng ta cần phải khảo sát cái cấu trúc cơ thể học và giải phẫu học của bệnh nhân. Và nên cho bệnh nhân làm nghiệm pháp dung nạp đường uống, glucose đường uống như chúng tôi đã làm. Mà cần hội chứng dumping sẽ được khẳng định xác nhận khi bệnh nhân đáp ứng với điều trị. Mặc dù cái cơ chế về tống xuất thức ăn trong dạ dày nhanh, trong thực tế nó không có hữu ích khi kiểm tra. Cái xét nghiệm dung nạp glucose đường uống là một cách thay đổi so với cái nghiệm pháp OGTT thường làm. Chúng tôi sử dụng 75 gram, chúng tôi đo đường máu và song song hematocrit và nhịp tim cũng như là huyết áp tại thời điểm 3 tiếng, mỗi tiếng cho tới 3 tiếng. Rất gợi ý về hội chứng dumping khi tăng đường máu sớm và hại đường huyết muộn. Được xem làm cái marker, một cái dấu ấn của bệnh. Một bệnh nhân đang ở trong tư thế ngồi mà đường máu giảm và thời điểm 180 phút thì rất gợi ý là bệnh nhân có hội chứng dumping. Sự gia tăng tương đối của hematocrit, ví dụ như từ 42 lên tới 44% là cũng gợi ý hội chứng dumping. Và sự gia tăng nhịp tim lớn hơn 10 nhịp trong một phút. Ví dụ như khi các bạn ăn cơm trưa rồi cơm tối, rồi sau đó các bạn kiểm tra lại nhịp các bạn sau khi một tiếng chẳng hạn, tùy thuộc. Bất kể nếu như nhịp tim các bạn ta tăng rất nhiều thì rất gợi ý hội chứng dumping. Đây là bệnh nhân. Chúng ta thấy bệnh nhân có biểu hiện tăng đường huyết rồi sau đó hại đường huyết và hematocrit tăng vọt.
Như vậy chúng ta có thể xử trí gì? Bởi vì thức ăn nó đi xuống tá tràng, chúng ta có thể có một số can thiệp khác nhau để duy trì thực phẩm ở trong dạ dày của bệnh nhân, ở trong các phần còn lại của dạ dày. Chúng ta sẽ khuyên bệnh nhân ăn những bữa ăn nhỏ thường xuyên và tránh uống nước hoặc là ăn canh. Cái chất lỏng nó sẽ đi xuống nhanh xuống dưới tá tràng và nó sẽ kéo theo thức ăn đặc xuống dưới đó. Hướng dẫn đó là phải chờ nửa tiếng sau một bữa ăn thức ăn đặc thì hẳn uống nước hoặc là ăn canh. Không nên sử dụng những cái glucid mà hấp thu nhanh. Và bệnh nhân chúng ta có thể khuyên là nếu như cảm thấy rất là mệt, kiệt sức có thể nằm xuống sau bữa ăn. Cái lời khuyên này thì chưa có bằng chứng, nhưng mà người ta cũng khuyên là nên tránh các thức ăn quá nóng hoặc có lạnh. Ba cái khuyến nghị đầu tiên ở đây là quan trọng. Hiện nay chưa có những cái phân tích gộp hoặc hồi quan hệ thống, nhưng theo ước tính thì 40-50% là có đáp ứng với những thay đổi trong chế độ ăn. Cũng không khó lắm phải không ạ? Như vậy chúng ta bắt đầu với chế độ ăn và chúng ta sử dụng Acarbo. Acarbo chỉ có tác dụng ở trong cái cơ chế sinh lý bệnh phiên tay phải thôi. Tức là Acarbo chỉ tác động được trên dumping moon. Acarbo là một chất ức chế alpha-glucosid hydrolase. Nó làm chậm sự sản xuất đường đơn. Như vậy nó can thiệp vào sự hấp thu carbohydrate. Chúng tôi sẽ bắt đầu từ 50 mg, ngày 3 lần, tăng lên tới 100 mg. Và thường đây là cái liều hiệu quả. Ít khi chúng tôi tăng tới liều 200 mg. Tác dụng phụ của nó chính là các glucid mà không hấp thu. Nó có triệu chứng tương tự như là bất dung nạp lactose. Bệnh nhân có thể có tiêu chảy và chướng bụng. Nhìn chung là dung nạp tốt. Đây là một cái khảo sát. Đây là biểu hiện tăng đường huyết và hệ đường huyết của bệnh nhân trong hội chứng dumping. Và khi sử dụng Acarbo, cái đường cong biểu diễn đường máu nó không có đỉnh nhọn, nó tránh được cái tăng đường máu quá mức và hệ đường máu quá mức. Ở trong y văn đã có 4 nghiên cứu, cơ máu còn tương đối nhỏ. Người ta sử dụng Acarbo 50-100 mg cho thấy có cải thiện về dung nạp đường cũng như cải thiện các triệu chứng. Acarbo không quá đắt, không có quá nhiều tác dụng phụ có thể sử dụng, nhưng chủ yếu là nó tác động trên dumping moon. Ở trong y văn có một số các tác giả nói rằng làm cho cái bữa ăn nó đặc hơn. Bữa ăn mà càng đặc thì người ta nghĩ là nó sẽ nằm lâu hơn ở trong dạ dày. Người ta sử dụng những cái chất làm đặc thức ăn, ví dụ như pectin, cũng cải thiện triệu chứng và đường máu. Có một cái nghiên cứu mà âm tính vào năm 89, chủ yếu của nó là làm chậm tống xuất thức ăn dạ dày. Tuy nhiên, sử dụng pectin thì lại phải dùng với nước, nó dính rất là chặt. Và nhiều bệnh nhân của tôi sau vài ngày sử dụng là không muốn xài tiếp. Cho nên trong cái lưu trình điều trị tôi, chúng tôi bỏ luôn pectin. Có tác giả khác thì nó là dùng guaguam, cũng có cải thiện. Tuy nhiên ông nói gai, bà nói Việt. Cái nghiên cứu đầu tiên nó cải thiện triệu chứng. Và câu thứ hai, nó làm chậm lại tống xuất thức ăn dạ dày. Cái kế tiếp là cải thiện triệu chứng. Guaguam cũng rất là dính, vị không có ngon và bệnh nhân cũng không có xài, bỏ, cho nên tôi không còn xài nữa, mặc dù trong y văn họ nói vậy. Octreotide là một loại đồng dạng somatostatin. Nó có khả năng làm chậm tống xuất thức ăn dạ dày và ngăn chặn sự phát sinh của rất nhiều những hormone peptide. Và đồng thời, nó cũng ngăn chặn cái đáp ứng cường insulin
xảy ra trong dumping muộn. Như vậy nó có vẻ là một trong những cái ứng cử viên tốt. Đồng dạng somatostatin, octreotide ức chế sự phân tích insulin và các hormone ví dụ incretin, đối octreotide cái liều thấp hơn so sánh với liều sử dụng trong uống bướu. Chúng tôi sử dụng 50 microgram tiêm dưới da ngày 3 lần. Cái liều cao nhất, ít khi sử dụng, 250, hiệu quả trong những nghiên cứu đã cho thấy cái tác dụng phụ là bệnh nhân có thể có tiêu chảy phân mỡ, tiêu phân mỡ. Một số các nghiên cứu so sánh octreotide với lại dạ dược 50 microgram và 100 microgram. Tất cả các nghiên cứu này đều cho thấy nhất trí cải thiện triệu chứng. Cơ mẫu thì không nhiều, chỉ khoảng 6 cho tới 12 bệnh nhân. Có một nhóm tác giả tại Hà Lan đã theo dõi bệnh nhân trong vòng 15 tháng. Đây là một nghiên cứu nhánh mở, chỉ có 10 bệnh nhân, cho thấy có hiệu quả 7 cho tới 10 người đã quay lại làm việc. Tuy nhiên, 5 năm sau đó thì họ lại công bố nghiên cứu khác. Họ cho thấy có kiểm soát triệu chứng. Tuy nhiên, có nhiều bệnh nhân họ bỏ, họ ngưng vì sự bất tiện. Cho nên chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu này. Chúng tôi sử dụng 50 microgram ngày 3 lần. Rồi sau đó sử dụng cái dạng somatostatin đồng dạng phóng thích chậm 20 microgram mỗi tháng chích một lần và kiểm tra đánh giá triệu chứng cũng như dung nạp glucose. Cái đường màu xanh dương là trước khi điều trị. Bệnh nhân có thể giảm xuống 60 microgram đường mililit sau 3 tiếng khi tiêm dưới da. Mọi thứ kéo lên mức cao hơn cái loại tác dụng muộn, tác dụng chậm, nó ức chế và chúng ta duy trì cái mức đường cao hơn. Đây là nhịp tim của bệnh nhân, nhìn chung tăng từ 68 tới khoảng 78 trước khi điều trị, và cả loại octreotide tác dụng ngắn và loại tác dụng dài thì cái sự tăng nhịp tim này được ức chế, tức là ức chế được cái triệu chứng của dumping sớm. Cái triệu chứng ở khởi đầu, triệu chứng dumping sớm và dumping muộn 1 tháng và 2 tháng, tổng điểm triệu chứng đã cải thiện một cách rõ rệt đối với cả dumping sớm và dumping muộn, với cả loại octreotide tác dụng ngắn và tác dụng dài. Chất lượng cuộc sống đã cải thiện rất là nhiều sau khi sử dụng octreotide tác dụng dài 3 tháng. Tuy nhiên, nó không bình thường hóa hoàn toàn, nó không có tăng lên hơn 70. Nhưng rõ ràng có tác động lớn đối với chất lượng cuộc sống. Dung nạp ngắn hạn cũng được. Chỉ có các phản ứng tại chỗ tim, có một chút tiêu phân mỡ về lâu dài, mà có một nhóm bệnh nhân. Ở những bệnh nhân này, kết lại lâm sàng của octreotide tác dụng kéo dài và tình trạng tiêu phân mỡ kèm theo là có thể dung nạp, có thể chấp nhận được, bệnh nhân tiếp tục sử dụng. Chúng ta có thể dùng Creon để giải quyết cái việc mà tiêu phân mỡ. Có một loại octreotide, có một loại tác dụng dài lanreotide được công bố hồi năm ngoái. Chúng tôi sử dụng cái liều 60 microgram tiêm dưới da. Đây là cái thiết kế đổi chéo. Bệnh nhân bắt đầu bằng 3 mũi chích lanreotide, rồi sau đó đổi qua giả dược 3 mũi hoặc là ngược lại. Rồi sau đó chúng tôi đánh giá thang điểm triệu chứng. Lanreotide màu xanh dương đã cải thiện cách đáng kể tổng điểm của dumping, trong khi giả dược thì không. Nó cũng cải thiện cái điểm của dumping sớm, tuy nhiên kém ấn tượng hơn đối với dumping muộn. Đánh giá triệu chứng là đánh giá điều trị.
Đánh giá chủ quan của bệnh nhân về mức độ tốt của điều trị là ưu việt hơn dành cho lanreotide. Chỉ có điều là nó chưa đạt mức có nghĩa thống kê, nhưng nó nói lên cái hiệu quả của nó. Mặc dù nghiên cứu này là nghiên cứu nhỏ, như vậy chúng ta đã thấy một cái hiệu ứng của cả nhóm của các loại đồng dạng somatostatin đối với dumping. Có một số các tác dụng phụ đã được báo cáo trong cái nghiên cứu về lanreotide. Bệnh nhân có thể có biểu hiện đau bụng, đặc biệt là tiêu chảy, là có gia tăng khi sử dụng lanreotide. Đây là một cái chuyện nghịch lý, bởi vì tiêu chảy có thể là một cái biểu hiện của hội chứng dumping. Chúng ta sử dụng somatostatin để giải quyết dumping, nó tác động với tất cả các triệu chứng nhưng mà lại còn tồn tại tiêu chảy, lại làm gia tăng tiêu chảy của bệnh nhân. Đây là tình trạng tiêu phân mỡ. Cái tiêu chảy mà trong hội chứng dumping là tiêu phân nước, nhưng mà cái tiêu chảy khi sử dụng somatostatin là tiêu chảy phân mỡ. Cho nên chúng ta có thể giảm ăn chất béo trong chế độ ăn. Và nếu như mà cái đó còn chưa được thì mình có thể sử dụng lipase ngoại sinh như là creon. Cái chủ lực của điều trị đó là chế độ ăn, acarbose và các loại somatostatin đồng dạng, mà thường chúng tôi hay sử dụng các loại somatostatin tác dụng kéo dài. Đối với những cái chất làm tăng cái độ dính của thực phẩm thì chúng tôi bệnh nhân thường hay không sử dụng. Tầm quan trọng là khoảng cỡ 70% của somatostatin. Đối với các loại tác dụng ngắn thì lại đáp ứng duy trì khoảng cỡ 80-85%. Tuy nhiên, bởi vì một ngày phải chích tới 3 lần thì họ không thích. Như vậy, chúng ta liệu có những lựa chọn điều trị nào khác không? Đối với các bệnh nhân này không có nhiều. Chúng ta có các điều trị thử nghiệm để làm chậm lại sự tống xuất thức ăn của dạ dày. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng xác lập. Nhiều khi chúng ta cũng sai. Sau khi phẫu thuật thực quản, nếu như cái mô vị mà còn hoàn chỉnh, nguyên vẹn, chúng ta có thể dùng desperidone tới 20 mg, dioxide có thể làm giảm nhạy cảm đối với insulin. Chúng tôi đã sử dụng trong những ca dumping muộn kháng trị. Có một vài báo cáo gợi ý sử dụng metformin. Nó có thể làm ngăn chặn cái tình trạng tăng đường huyết và cải thiện tình trạng hạ đường huyết muộn. Với một cái đoàn hệ nhỏ, chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu nhưng chưa khẳng định. Vậy chúng tôi chưa khuyên sử dụng metformin. Có một số loại đồng dạng somatostatin mới, có hai nghiên cứu trong y văn với pasireotide. Đây là một loại octreotide phổ rộng. Người ta đang khảo sát và các loại đồng dạng GLP-1. Cái này có vẻ hơi nghịch lý. Chúng ta đã thấy nếu như cái dạ dày vẫn còn nguyên vẹn, ví dụ như sau khi cắt thực quản, bệnh nhân có thể có lợi khi dùng đồng dạng GLP-1 vì nó làm chậm lại sự tống xuất thức ăn của dạ dày. Trái ngược, nếu như chúng ta cắt bỏ cái hang vị thì người ta cũng đang khảo sát đồng dạng GLP-1 trong những tình huống này, phẫu thuật. Người ta cũng đã khảo sát phẫu thuật. Rất là khó để dự báo được kết quả của phẫu thuật. Tôi thì không có khuyên áp dụng phẫu thuật. Chỉ trong trường hợp tuyệt vọng lắm thì chúng ta đặt một cái ống nuôi ăn vào trong dạ dày và tiếp tục nuôi ăn. Bởi vì nếu như chúng ta thực hiện qua một cái ống đưa vào trong dạ dày qua dây PEGJ
Tuy nhiên đó là một cái thủ thuật xâm lấn vào chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Tuy nhiên khi tuyệt vọng quá thì người ta có thể làm như vậy. Đã có một cái guideline đồng thuận của nhóm của chúng tôi với nhóm các tác giả khác đa quốc gia. Đa số những gì mà tôi trình bày với cho các bạn đều được đưa vào trong cái guideline này và một số các giải quyết của nhân khó hơn. Như vậy kết thúc cái bài báo cáo về dumping. Hy vọng là các bạn sẽ thấy các bệnh nhân và đừng bỏ sót nó. Ở đây các bạn đã có hướng dẫn đầy đủ rồi. Bây giờ chúng ta qua câu hỏi từ phía cử tòa. Có một câu hỏi là tại sao hematocrit lại tăng trong hội chứng dumping. Bây giờ chúng ta quay trở lại một vài slide. Chúng ta biết rằng thức ăn được tống xuất xuống tá tràng nó có tăng áp lực thẩm thấu. Một trong những cách để cơ thể đối phó là pha loãng nó ra. Do đó cơ thể tiết dịch từ trong lòng mạch vào trong tá tràng để có thể pha loãng những cái thành phần thực phẩm này. Và điều này làm cô đặc máu vì mình lấy dịch từ nội mạch đẩy ra lòng tá tràng. Câu hỏi kế tiếp. Hội chứng dumping có thể xảy ra nếu như trước đó chưa phẫu thuật không? Cái này cũng đã được đề cập trong cái báo cáo đồng thuận, có một cái đoạn người ta đề cập tới. Tuy nhiên, Ivan về lĩnh vực này còn rất yếu. Có một số nhóm bệnh nhân mà có hội chứng dumping vô căn, có biểu hiện, thường chủ yếu là biểu hiện dumping muộn hay đường huyết. Và nếu như các bạn đo cái tông suất thức ăn dạ dày của bệnh nhân này thì nó rất là nhanh. Những bệnh nhân này tông suất thức ăn từ trong dạ dày xuống tá tràng quá nhanh và gây ra cái triệu chứng dumping mặc dù trước đó chưa phẫu thuật. Những bệnh nhân này thường biểu hiện các triệu chứng là hại đường huyết sau ăn. Mình cần chẩn đoán loại trừ trước là có biếu insulin hay không. Nếu như không có biếu insulinoma thì đây có thể là hội chứng dumping vô căn. Liệu có thể có hội chứng dumping khi mà tống xuất thức ăn từ trong dạ dày xuống tá tràng bình thường hoặc chậm không? Hồi nãy tôi đã nói không nhất thiết cần phải làm xét nghiệm tống xuất thức ăn xuống dạ dày, mặc dù chúng ta nói tống xuất thức ăn xuống dạ dày nhanh là cơ chế. Tại sao như vậy? Bởi vì có hai vấn đề. Nếu như các bạn cắt cái dây thần kinh số 10 mà môn vị vẫn bình thường, nguyên vẹn, thì lúc đó chúng ta đưa thức ăn đặc xuống rất là chậm, nhưng chúng ta đưa thức ăn lỏng xuống rất là nhanh. Và vì vậy khi các bạn kiểm làm cái nghiệm phát tống xuất thức ăn xuống dạ dày, các bạn làm bằng thức ăn đặc, các bạn sẽ thấy nó chậm. Như vậy cái test đó nó không đúng. Điều đó áp dụng trong trường hợp môn vị vẫn còn bình thường. Trong trường hợp mà chúng ta cắt dạ dày bán phần rồi chúng ta nối dạ dày với tá tràng, cái dumping bao giờ cái tông suất thức ăn dạ dày trong 10-15 phút đầu sẽ rất là nhanh. Tuy nhiên sau đó bệnh nhân cảm thấy buồn nôn, khó chịu, bệnh nhân phải nằm xuống. Và ngay lúc đó là coi như tống xuất thức ăn dạ dày nó chậm lại. Và nếu như các bạn kiểm tra 4 tiếng thì ban đầu 15 phút mình thấy xuống rất là nhanh. Tuy nhiên 90 phút kế tiếp thì lại rất chậm. Rồi trong vòng khoảng 1 tiếng, tiếng rưỡi cuối cùng thì nó lại tăng lên. Và tổng cộng lại thì nó lại thành bình thường. Và vì vậy cái nghiệm phát đó nó sẽ cho mình là dương tính giải, vậy không cần làm. Một câu hỏi cuối cùng. Sẽ sử dụng ốc treo tay trong bao lâu đối với dumping sớm và dumping muộn? Cái này có thể là một tình huống khi các bạn cắt bỏ một phần lớn của dạ dày, nó đẩy nhanh thức ăn xuống ruột ruột non
Tình trạng là như vậy, cho nên bắt buộc phải điều trị dài hạn. Trong điều trị dài hạn, mình cần suy nghĩ tới somatostatin mà tác dụng kéo dài. Chúng tôi đã có những người bệnh nhân mà bị tình trạng sỏi mật, sạn mật. Chính là bởi vì họ đã sử dụng osteotide lâu dài. Chúng tôi đã cố gắng ngừng, mặc dù chưa có hướng dẫn điều trị. Sau khi có một năm kiểm soát tốt thì tôi thường thảo luận là ngừng dùng octreotide đối với bệnh nhân. Nhiều khi bệnh nhân họ ngần ngại không muốn ngừng thuốc do họ có chất lượng cuộc sống. Do đó chúng ta sẽ kéo dài nó ra. Thí dụ như thay vì 4 tuần chúng ta kéo lên 5 tuần với loại tác dụng dài. Khi mình có thể kéo tới 7 tuần hoặc là 8 tuần thì mình có bắt đầu có thể ngừng được rồi. Tôi thường hay nói với các sinh viên và các anh em trẻ là một khi mà có cái đáp ứng tốt thì chúng ta cần phải sẵn lòng để chúng ta ngưng osteotide hoặc là cái điều trị somatostatin. Điều này áp dụng đối với lại loại tác dụng kéo dài, thuận tiện mỗi tháng một lần hoặc là cái loại tác dụng ngắn ngày ba lần. Chúng tôi có ấn tượng là khi một bệnh nhân sau phẫu thuật đã bị giảm chất lượng cuộc sống tới 5 năm rất là khốn khổ. Và bệnh sau khi mình đã cải thiện triệu chứng được tốt nhiều đó, bệnh nhân không có bị khốn khổ rồi đó, thì lúc đó chúng ta mới phải ngừng. Hai ba năm đầu thì ngừng chưa được đâu. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái đề tài kế tiếp, là một trong các đề tài phức tạp nhất trong cái rối loạn tiêu hóa chức năng của cái ruột non. Tôi xin phải xin lỗi trước ngay từ đầu. Đây là một cái phần về rối loạn vận động, mệt mỏi, bởi vì có ít bệnh nhân, chúng ta có thể bỏ sót các bệnh nhân. Nhưng dù sao đi nữa, nếu như có một cái mà rối loạn vận động ruột non làm ca khó, và vì vậy tôi vẫn nghĩ là nên học làm thế nào chúng ta đo vận động ruột non. Chúng ta sử dụng một cái catheter và chúng ta sẽ đưa sâu xuống hơn so với thực quản. Chúng ta đưa sâu xuống hống tràng. Nó có thì 9 cái lỗ và có 6 kênh catheter đo trong tình trạng vận động hoặc là đi lại. Đây là hình ảnh về đo áp lực ở vận động. Khi các bạn đi từ hang vị xuống tá tràng, xuống tới hống tràng. Và đây là giữa các bữa ăn. Và khi các bạn đo dài, đo lâu quen rồi, các bạn sẽ thấy rất đều như vậy. Rồi sau đó trở nên không bất thường, rồi đi xuống tới ruột non. Rồi kế tiếp là bắt đầu yên lặng. Pha 1, pha 2, pha 3. Pha 3 là có hoạt động từ những cái phức hợp vận động lan truyền. Nếu như bệnh nhân ăn, mình sẽ thấy những hoạt động theo pha bất thường từ hang vị, tá tràng đoạn gần, tá tràng đoạn xa và hống tràng. Như vậy chúng ta có hai tình huống: lúc bệnh nhân đói, pha 1, pha 2, pha 3, và lúc cho ăn, giai đoạn ngắn rồi giai đoạn co bóp, trộn thức ăn trong dạ dày và pha trộn nó ở trong với những dịch tiêu hóa ở trong tá tràng và hống tràng. Khi khảo sát rối loạn vận động của ruột non, có một cái phổ rất là nhiều, từ lành mạnh cho tới cái dạng mà tắc nghẽn dạ dày dại, trong đó cái ruột gần như là nó liệt luôn. Nhưng giữa hai cái này còn những rối loạn chức năng mà chúng ta không có gặp nhiều. Mình thấy rất là nhiều bình thường. Trong đó mình có cái khó khăn, không biết là nó có ý nghĩa gì mà triệu chứng hay không. Độ nặng của các triệu chứng từ bình thường, rối loạn chức năng cho tới những cái rối loạn nặng nề hơn, cho tới cái tình trạng tắc nghẽn dại, tắc ruột dại mãn tính, SIPO.
Đây là một trong những trường hợp. Cái này gọi là mất co thắt, mất co bóp. 5-6, cứ sau 1 phút, chúng ta gọi là nhịp theo từng phút. Cái này hay gặp ở trong bệnh IBS, đã được công bố trên tờ Lancet vào thập niên 1990. Nó có cái kiểu tại đó. Chúng ta vẫn chưa hiểu tại sao nó có những cái biểu hiện này. Đã có một bài báo cáo đã viết rằng ở những cái ca mà IBS rất là nặng, việc sinh thiết cái ruột non, chúng ta thấy có các lympho bào thâm nhập theo cái hạch thần kinh, gợi ý là có một cái phổ bệnh nhân có các triệu chứng rối loạn chức năng nhưng có những cái tổn hại do cơ chế miễn dịch ở ruột non. Có phổ biến hay không chúng ta cũng chưa biết. Có phải là chỉ có nhóm bệnh nhân có những cái bất thường này không? Chúng ta vẫn chưa biết cái phân nhóm bệnh nhân. Tuy nhiên cái thông điệp cần ghi nhớ là có một nhóm bệnh nhân có những rối loạn vận động nặng, và chúng ta chia họ là rối loạn chức năng. Tuy nhiên nếu khảo sát kỹ hơn trong sinh thiết, có thể có những rối loạn về mặt cấu trúc. Cái này thường thường là trong nghiên cứu khoa học chứ không có trong thực hành lâm sàng ít lần. Đôi khi chúng ta thấy một cái kiểu khác, đồng thời mất áp lực ở tất cả các kênh. Đây là một cái biểu hiện của một tình trạng tắc nghẽn bán phần cơ học mà có thể bị bỏ sót qua chẩn đoán hình ảnh. Ngày nay, ngay cả làm CT hoặc MRI có thể bỏ sót. Đôi khi, cái việc đo áp lực ruột non có thể gợi ý cho mình thấy tình trạng tắc nghẽn cơ học bán phần như vậy. Tôi sẽ nói một chút về cái bệnh lý này. Chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn đối với tình trạng tắc ruột non, giải tắc ruột non mạng tính. Đối với có một những bệnh nhân vào phòng cấp cứu, chúng ta thấy mất nước hơi, chúng ta mở bụng ra, phẫu thuật viên thám sát nhưng mà không thấy chỗ tắc. Chúng ta thấy cái ruột nó giãn rất là nhiều, rạch một cái đường, nhiều khi ruột nó sổ ra hết, nhét vô trở lại rất là khó. Và đây là một cái tình trạng về tắc ruột giãn mạng tính. Bệnh nhân vô có các biểu hiện triệu chứng mất nước hơi như là tắc ruột trên phim X-quang bình thường, nhưng mà lại không có tắc nghẽn cơ học thực sự, thực thể. Có thể do bệnh lý cơ trơn, bệnh lý thần kinh, hoặc là do các rối loạn về thần kinh nội tiết có liên quan tới các túi thừa của ruột non. Mặc dù hiếm, các rối loạn thần kinh nó cũng có thể là tác dụng phụ của những cái rối loạn về nội tiết. Thí dụ như cơn bão, bão giáp tràng cũng có thể dẫn tới tình trạng này. Một số loại thuốc, thí dụ như opioid hoặc clonidine cũng đã được báo cáo là tình trạng giải tắc ruột non mạng tính, và một số nguyên nhân linh tinh khác. Nếu như mình có một bệnh nhân như vậy thì cần đầu tiên là hỏi kỹ bệnh sử, khám thực thể, chẩn đoán hình ảnh, khảo sát chức năng và một số xét nghiệm chuyên sâu đặc biệt. Chúng ta cần nghe thử cái nhu động ruột, mức nước hơi vân vân, khảo sát trên X-quang ở phiên tay trái mình thấy mức nước hơi. Mình cũng có thể cho bệnh nhân uống barium. Thông thường chúng tôi sẽ đặt cái ống mũi dạ dày để đưa barium xuống. Lúc đó mình mới có thể thấy được cái hình ảnh rõ hơn của chất cảnh quan tới các đoạn sai của đường tiêu hóa. Chúng tôi cũng đo áp lực của ruột non. Các bạn không cần phải trở thành các chuyên gia về lĩnh vực vận động của ruột non. Tuy nhiên đây là một số các thí dụ về các bất thường. Ở đây hoàn toàn không thấy có co thắt gì hết.
hoặc là các kiểu co bất thường, thí dụ như pha bay không có lan truyền, hoặc là các co thắt dịch cục ở đây và đây và không có thể thay đổi từ giai đoạn mà cái trường hợp cuối cùng này thường là các biểu hiện của bệnh lý thần kinh. Cần phải nói rằng nếu như mình khảo sát như vậy trong 100 bệnh nhân mà bị tình trạng giãn tắc ruột non mãn tính thì khoảng 30 cho tới 35% bệnh nhân nhiều khi trong cái ruột non đoạn gần mình không thấy bất thường gì hết, là cái bất thường là đoạn sai. Những bệnh nhân này thường hay có gặp khó khăn trong việc hấp thu thực phẩm, do đó chúng ta cần phải hỗ trợ dinh dưỡng, chế độ ăn ít mỡ, ít lactose và nên tránh những cái thực phẩm mà sinh hơi nhiều, cho ăn bữa nhỏ, say nghiền, đánh nghiện. Có thể bổ sung dinh dưỡng dạng lỏng, họ cũng cần bổ sung vitamin và khoáng chất với liều lượng lớn bởi vì họ hấp thu khó khăn. Trong trường hợp mà nặng nề nhất thì thậm chí phải nuôi ăn qua đường ruột hoặc nuôi ăn qua đường tĩnh mạch. Mặc dù đây là rối loạn về vận động, không, các bạn có thể nói rằng không nhất thiết là rối loạn về hấp thu. Tuy nhiên, khi thức ăn mà ứ trệ trong ruột non, thì sự phát triển tăng quá mức của vi khuẩn trong ruột sẽ làm ảnh hưởng tới sự hấp thu thực phẩm. Điều trị dược lý, ngoài hỗ trợ dinh dưỡng, chúng ta cần phải hỗ trợ dinh dưỡng, việc điều biến cái diễn tiến của bệnh. Đây là ba trường hợp có sự thâm nhiễm tế bào lympho, viêm hạch và xâm nhiễm các tế bào bạch cầu ưa axit. Diễn tiến tới chết tế bào cũng như là giãn tắc ruột non mãn tính, cái yếu tố kích hoạt thì người ta không biết. Đã có một số các ca báo cáo ở trong y văn cho thấy là bệnh nhân có đáp ứng đối với chế miễn dịch. Đã có một ca ở Ý báo cáo họ sử dụng steroid. Chúng tôi đã sử dụng một ca mà xài cyclosporin, giống như trong ức chế thải ghép. Như vậy các bạn có thể sử dụng ức chế miễn dịch. Tuy nhiên các bạn cần có một cái sinh thiết xuyên thành. Có một ca mà chúng tôi đã gặp cách đây lâu rồi, một bệnh nhân 35 tuổi, tiền can đã có cắt ruột thừa và thắt ống dẫn trứng. Bệnh nhân có bất thường về các cơ ở trong chi dưới, gợi ý là có bắn tắc ruột. Ban đầu thì điều trị bảo tồn. Bệnh nhân này đã được mổ nội soi để chống dày dính. Mổ lại lần kế thì là âm tính, không có gì hết. Bệnh nhân có biểu hiện liệt ruột và vào bệnh viện của chúng tôi. Chúng tôi đã phải hút xuống thận ruột non và kết hợp với lại nuôi ăn qua đường tĩnh mạch. Cả thảy bệnh nhân đã có 2 tháng mà hoàn toàn không có đi cầu hoặc là trung tiện gì hết. Cứ mỗi lần ăn là ói mửa và chướng bụng. Xét nghiệm máu thì bình thường, thấy ruột non giãn nứt nhiều. Sử dụng chất cảnh quang thì phải mất tới 2 tuần mới tống suất ra khỏi ruột được. Soi đại tràng thấy bình thường, chỉ thấy niêm mạc và hơi phù ở trong cái phần hồi tràng. Đây là những hình ảnh x-quang chất lượng kém, nhưng mà các bạn có thể thấy cái ruột non quay ruột giãn nứt rộng. Và đây là chất cảnh quang barium đi xuống rất chậm ở cái vùng hống tràng, không thấy được thêm chi tiết gì. Chứ tôi đã đo cái áp lực, nó tương tự như là cái điện não đồ, giống như một bệnh nhân đang trong hôn mê, thỉnh thoảng có một cái co thắt ra đồng thời. Ở đây có vẻ là những cái sao ảnh. Cái ruột này của bệnh nhân nó không có nhúc nhích gì hết, không có nhu động. Chúng tôi đã sử dụng neostigmine, erythromycin, sisabrid. Hồi đó còn được xài octreotid. Cũng đã sử dụng octreotid và kết hợp thêm với methylprednisolone.
bệnh nhân có một số các biểu hiện về chức năng gan do việc nuôi ăn qua đường tĩnh mạch. Cho nên chúng tôi phải thông mở giải ép cái hỗn tràng. Chúng tôi đặt một cái ống vô để cho cái hơi nó có thể thoát ra ngoài được. Nó hỗ trợ chúng tôi rất nhiều. Đỡ chứng bụng hơn. Đây là chúng tôi đặt cái ống vào để giải ép. Chúng tôi đi vào bụng ngang ở đây. Và đây là cái ống và cái quai ruột. Tuy nhiên ruột vẫn còn. Trong thời điểm đó chúng tôi thực hiện sinh thiết. Và sau khi nhuộm trên giải phẫu bệnh, đây là niêm mạc của bệnh nhân. Đây là lớp cơ và đây là lớp dưới niêm. Các bạn có thể thấy niêm mạc rất là nhiều các lem phô bào. Và các cơ dọc là bị mất. Và các cơ vòng thì nó phân tán rời rạc và có chứa các lem phô bào. Chúng tôi đã dùng steroid. Hồi đó chúng tôi có xài thêm cả cyclosporine. Chúng tôi bắt đầu cùng cái liệu trình. Và không biết là do phước chủ may thay thì bệnh nhân ấy đi cầu lại được. Rồi sau đó chúng tôi chuyển sang bắt đầu cho lỏng rồi bắn đặc. Rồi rút ống. Và có mở cái hỗn tràng ra da, bổ sung chế độ ăn vitamin, chế độ ăn ít sơ vân vân. Đây là một cái thí dụ ở trong y văn sử dụng steroid. Người ta sử dụng azathioprine, cyclosporine, methotrexate, immunoglobulin. Thực ra không ai biết cần phải sử dụng cái gì, không có hướng dẫn. Đây là những cái kinh nghiệm mà người ta kể lại thôi. Giống như tôi trình bày các bạn. Ví dụ như nếu mà stigmin, mình có thể tiêm dễ dàng. Và có rất nhiều những cái ca báo cáo trong y văn về nếu stigmin. Đa số các ca này là tình trạng giải tắc của cái ruột dài của đại tràng. Hoặc là neostigmine đơn trì, hoặc là neostigmine kết hợp với guanidine. Guanidine nó phong tỏa tất cả những cái triệu chứng về giao cảm. Còn neostigmine thì tăng cường của triệu chứng phó giao cảm để làm cho cái dạ dày, làm cho có cái nhu động của ruột. Tất cả các nghiên cứu này cho thấy có hiệu quả. Các bạn có thể thấy cái mức độ, tuy nhiên tỷ lệ tái phát là chiếm 1/3. Đây là một ảnh ở trong y văn trước và sau khi sử dụng neostigmine tiêm dưới da ngày 2 lần hoặc là truyền tĩnh mạch chậm ngày 2 lần. Sau đây là một số các tác dụng phụ, thí dụ chậm nhịp tim hoặc co thắt khi phế quản. Cần là sử dụng neostigmine nhưng mà phải theo dõi về tim mạch. Tôi không rất là không ấn tượng với những tác dụng phụ này. Thực ra là nghe không có nguy hiểm tới mức đó đâu. Một số các chung chỉ định tương đối, thí dụ hen suyễn hoặc là bệnh lý tim mạch không ổn định. Hoặc là những bệnh nhân bị suy thận thì cần phải để ý. Sử dụng một cái dạng tương tự, dạng đường uống. 10mg cho tới 30mg. Thực ra ngày nay chúng tôi sử dụng còn cao hơn 60mg. Cái liều này có vẻ là được sử dụng đánh giá thấp ở trong y văn. Chúng tôi xài còn liều cao hơn erythromycin. Nên loại prokinetic mạnh. Đã có các báo cáo ở trong y văn. Cái liều mà họ sử dụng trong y văn có vẻ là quá cao. Liều chúng tôi sử dụng chỉ dùng 100mg. Hoặc là 40mg tiêm tĩnh mạch. Những cái liều mà trên 200mg thì chúng tôi không sử dụng. Chúng tôi thấy có đáp ứng ở 6 bệnh nhân. Giảm đau, giảm ói mửa. Phục hồi lại chức năng của đường ruột và giảm thiểu những cái đợt mà bệnh nhân bị liệt ruột. Sisabrit đã có một cái nghiên cứu khảo sát về thời gian trung chuyển thức ăn ở trong ruột non, có cải thiện của sisabrin với thức ăn đặc và thức ăn lỏng. Đã có một nghiên cứu 12 tháng nhắn mở.
không thấy có lợi ích về mặt triệu chứng. Cho nên đối với tình trạng giải tắc ruột no, ruột mãn tính thì không có hiệu quả. Một số các trường hợp khác đối với các loại thuốc tăng vận động đường ruột, clonidin cũng giảm triệu chứng. Một số các bệnh nhân bị triệu chứng giải tắc ruột mãn tính khi bệnh nhân sử dụng các loại narcotic thuốc phiện, mình có thể dùng clonidin. Tuy nhiên cho tới nay chưa có ai thực hiện các nghiên cứu về cái loại thuốc mà được nghiên cứu nhiều nhất là prucalopril. Đây là một cái trường hợp báo cáo cho những bệnh nhân bị sơ kinh bì so sánh với các thầy. Đã có một cái thiết kế nghiên cứu mù đôi. Họ sử dụng những cái khối điều trị theo vòng từng tháng, rồi sau đó theo dõi triệu chứng, rồi sau đó họ đổi chéo bệnh nhân. Chẳng hạn như bệnh nhân 3002 không có sự khác biệt giữa giải dược và prucalopril, nhưng ở bệnh nhân 3005 thì có sự khác biệt. Bệnh nhân 3007 có khác biệt về đau, bệnh nhân 3007 có đáp ứng đối với prucalopril, đối với ói mửa và kể cả tình trạng đầy bụng và buồn nôn. Đó là cách mà người ta đã triển khai. Và cho thấy những bệnh nhân mà sử dụng prucalopril thì giảm thiểu được phải việc sử dụng các loại thuốc giảm đau. Đây là một nghiên cứu thú vị về có cơ sở về mặt khoa học. Thì chúng ta có thể sử dụng thử ở những bệnh nhân. Về chi tiết, chúng ta cũng sử dụng octreotide vì nó kích thích các hoạt động của ruột non và nó giảm. Đây là những bệnh nhân có mở tá tràng và mở dạ dày có hoặc không có octreotide, giảm tiết, thể tích tiết axit, và người ta cũng thể sử dụng PPI để giảm tiết thể tích trong dạ dày. Tuy nhiên nó có thể làm tăng sự tăng sinh của vi khuẩn trong ruột. Về mặt bệnh cảnh của bệnh nhân, về mặt triệu chứng, về mặt thực thể, bệnh nhân bị thiếu vitamin, đặc biệt các vitamin tan trong mỡ, chất béo, glucid, vân vân. Có một số các xét nghiệm hơi thở mà các bạn có thể sử dụng, tuy nhiên chưa được kiểm định nhiều. Đối với những bệnh nhân mà bị giải tắc ruột non mãn tính, nếu như bệnh nhân có đáp ứng đối với kháng sinh là có thể gợi ý rất nhiều. Một trong các loại thuốc mà hiệu quả nhất về mặt kháng sinh đó là rifaximin, nó ưu việt hơn tất cả các loại thuốc khác. Ví dụ như tetracycline hoặc metronidazole. Những bệnh nhân này có biểu hiện triệu chứng nhiều, buồn nôn, đau. Đối với đau thì nên tránh opioid, vì sử dụng opioid nó còn là làm nặng thêm cái triệu chứng vận động của ruột và khiến cho bệnh nhân bị táo bón, tác dụng phụ. Để giảm đau, chúng ta có thể sử dụng clonidin. Để làm nghiên cứu đổi chéo, clonidin đã được so sánh với giả dược và giảm thiểu cái đau tàn ở nhóm các bệnh nhân này. Đối với bệnh nhân khó tiêu chức năng, SSRI có một số cải thiện về triệu chứng, mình cũng có thể thử xài. Nó không làm chậm cái trung chuyển thức ăn trong ruột. Đây là một bệnh lý khó khăn, nội soi hoặc là phẫu thuật hoặc là can thiệp hoặc là ghép ruột. Nội soi người ta làm cái gì? Chúng ta đặt một cái ống để chúng ta xả áp lực qua hống tràng hoặc là lấy đi một cái đoạn mà có tình trạng ruột. Chúng tôi đã có một số ca mà đã phải thực hiện ghép ruột non hoặc là can thiệp phẫu thuật. Đó là một cái đề tài phức tạp về cái tình trạng giải tắc ruột non mãn tính cũng như rối loạn vận động ruột non. Xin cảm ơn anh chú lắng nghe. Một trong các câu hỏi, bao lâu một lần thì ông mới khảo sát cái vận động của ruột non? Rất hiếm khi,
Chúng tôi có khoảng 30 cho tới 35 thủ thuật mỗi năm khảo sát ruột non cách đây 2 năm. Chúng tôi đã bị hư một cái catheter nhưng mà bây giờ đi kiếm mua không có. Chúng ta có thể đo cố định nhưng mà cái việc đo khi bệnh nhân di chuyển vận động trong vòng 24 giờ thì tốt hơn. Bởi vì mình có thể theo dõi trong ban đêm và khi bệnh nhân vận động. Những cái kết quả và các triệu chứng về đêm là rất quan trọng. Tuy nhiên hiện nay là chúng tôi kẹt, chúng tôi không đo khi bệnh nhân vận động mà chỉ đo khi bệnh nhân cố định. Mình không nên làm cái khảo nghiệm này đối với bệnh nhân bị đau. Với bệnh nhân mà bị đau mà không có triệu chứng thì không làm. Chúng ta chỉ làm khảo nghiệm về vận động của ruột non khi chúng ta không không giải thích được là có tắc cơ học hay không, hoặc là thấy có các biểu hiện về thần kinh, biểu hiện ở bệnh lý cơ. Bởi vì cái điều bệnh lý cơ thì cái tiên lượng dự hậu rất là xấu. Bệnh lý thần kinh thì còn có thể sử dụng các loại prokinetic hoặc là các loại điều biến miễn dịch. Và chúng ta cũng cần phải đối với các ca hậu phẫu để chúng ta chẩn đoán loại trừ những cái trường hợp chúng ta có thể có cái nhu động mà đi ngược chiều ở trong cái quai ruột giữa cái đoạn nối và cái đoạn còn lại của dạ dày. Và mình có thể phát hiện được bằng cách đo áp lực kế và mình can thiệp lại bằng cách kéo dài cái đoạn đó. Hậu phẫu, thí dụ như không giải thích được cái trường hợp bệnh nhân bất trung nạp thức ăn, ói mửa hoặc là tình trạng ứ trệ thức ăn. Chúng tôi cũng làm đối với những bệnh nhân mà cắt bán phần trong trường hợp bệnh nhân bị táo bón, và ít hơn trong những bệnh nhân mà bệnh lý toàn thân, thí dụ xơ cứng bì. Một câu hỏi cuối cùng. Tình trạng ta già tắc ruột non có thể ảnh hưởng tới đại tràng hay không, ruột dài hay không? Nó có thể ảnh hưởng tới dạ dày. Bởi vì nếu như các bạn làm nghiệm pháp tông số thức ăn trong dạ dày nhưng mà nó không phải là bức tranh chủ đạo. Cái đại tràng cũng không phải là chủ yếu. Ngoài trừ có một cái hội chứng bánh tắc nữa ở trong đại tràng mãn tính. Nếu như các bạn có một cái đại tràng chức năng kém, các bạn có thể thực hiện soi đại tràng kiểm tra thử. Chủ yếu là gặp ở ruột non. Về những lý do mà chúng ta chưa hiểu hết về mặt sinh lý bệnh và cơ chế. Xin cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ đổi vị trí. Mà đồng nghiệp của tôi sẽ nói về một cái bệnh lý thường gặp và giải quyết cái vấn đề về trùng lắp cho các bệnh lý. Xin cảm ơn quý vị đã rất chú ý lắng nghe. Một trong những cái đề tài mà chúng ta thường gặp trong thực hành lâm sàng là sự trùng lắp giữa các rối loạn chức năng của đường tiêu hóa. Chúng ta biết rằng cái phân loại của Rome bởi các rối loạn này tập trung chủ yếu nhiều hơn đối với khó tiêu chức năng và IBS mà tuần tới chúng ta sẽ đề cập. Đó là hai cái tình trạng thường gặp. Tuy nhiên, những rối loạn về tiêu hóa chức năng cũng thường gặp luôn, tùy thuộc theo các vị trí giải phẫu học. Và tất cả những cái này có thể trùng lắp với nhau. Sự trùng lắp là phổ biến và đã được xác lập trong các rối loạn tiêu hóa chức năng. Chẳng hạn như một cái khảo sát ở Úc và tần suất thì khoảng 1 phần 3 dân số trong nghiên cứu là bị các rối loạn tiêu hóa chức năng. Tuy nhiên, khi chúng ta xem xét sự kết hợp của các rối loạn này thì ví dụ khoảng 20% ít nhất có 2, 30, 13% là có ít nhất 3. Cho nên
Thực ra trùng lắp là thường gặp chứ không phải là ngoại lệ. Đặc biệt khi các bạn từ các nghiên cứu trong dân số và chuyển sang các nghiên cứu cơ bản hơn. Đây là một cái nghiên cứu của một bệnh viện chuyên sâu tại Brisbane, Úc. Trong 120 bệnh nhân này, hoặc là bị có tiêu chức năng hoặc IBS, cái nhóm mà thường gặp nhất là cái nhóm mà trùng lắp giữa có tiêu chức năng và IBS, chiếm khoảng 45%. Trong khi đó, IBS đơn độc hoặc là có tiêu chức năng đơn độc là ít gặp hơn. Vì đây là những đối tượng mà chúng ta thường gặp. Bức tranh trở nên phức tạp hơn. Không những chỉ có trường hợp ví dụ như táo bón vô căn hoặc là trào ngược. Trên hình ảnh này chúng ta thấy rất là phức tạp. Một trong những cái phần nhóm mà lớn nhất trong cái gì? Trong một nghiên cứu trên dân số, 16% trong dân số có tình trạng phối hợp và trùng lẫn với các triệu chứng, với các bệnh hội chứng khác nhau. Một trong các đồng nghiệp của chúng tôi, tác giả Giras mà tuần tới các bạn sẽ gặp, khảo sát ở trong Ivan về các bằng chứng giữa sự trùng lắp giữa bệnh lý trào ngược và khó tiêu chức năng. Chúng tôi sử dụng một cái thành ngữ làm cho cái tiêu đề của bài báo cáo này có phải là ngưu tầm ngưu, mãi tầm mãi không? Khi thực hiện một cái phân tích gộp về những Ivan đã có sẵn, chúng tôi xác nhận cho thấy có sự trùng lắp giữa khó tiêu chức năng và trào ngược là 7,4% trong dân số chung. Xét trên hai định hướng khác nhau, trong cái nhóm bệnh nhân bị trào ngược thì 41% bệnh nhân trào ngược lại có biểu hiện triệu chứng hoặc khó tiêu chức năng, đầy bụng sau ăn, no sớm hoặc là đau thượng vị. Hoặc là những bệnh nhân mà bị khó tiêu chức năng thì 1/3 trong số họ cũng có biểu hiện triệu chứng trào ngược. Như vậy, sự trùng lắp là thường gặp chứ không phải ngoại lệ. Không những nó là một cái tình trạng thường gặp, mà khi chúng ta đánh giá cái tần suất của những bệnh nhân này phải tới cơ sở y tế để điều trị, chúng ta lại càng thấy sự trùng lặp của các bệnh nhân nhiều hơn. Ví dụ như những bệnh nhân có sự trùng lặp giữa táo bón, trào ngược và khó tiêu là 67%. Những bệnh nhân này phải đi khám bác sĩ với các triệu chứng vừa kể, thậm chí còn cao hơn so với những bệnh nhân mà chỉ bị IBS đơn độc táo bón. Sự trùng lắp càng nhiều thì bệnh nhân cần phải tới cơ sở y tế càng thường xuyên. Những bệnh nhân này cũng có thể có các triệu chứng nặng. Chẳng hạn như trong mình nghiên cứu này, người ta khảo sát giữa sự trùng lắp giữa những bệnh nhân khó tiêu chức năng và IBS. Người ta yêu cầu bệnh nhân đánh giá cái độ nặng của triệu chứng của bệnh nhân. Những cái bệnh nhân mà bị trùng lắp thì độ nặng ở triệu chứng của họ nhiều hơn so với bệnh nhân bị triệu chứng đơn độc, cho dù là triệu chứng khó tiêu hoặc là triệu chứng IBS. Như vậy càng trùng lắp thì độ nặng của triệu chứng càng nhiều. Quay trở lại cái nghiên cứu có đồng nghiệp Hoa Kỳ mà hồi nãy các bạn đã thấy, chúng ta xem xét thử tần suất của các triệu chứng gây khó chịu là thường gặp nhiều hơn ở các bệnh nhân mà có từ hai cho tới ba bệnh lý trùng lặp với nhau, đó là màu xanh dương và màu đỏ. Thí dụ như vừa bị IBS vừa bị trào ngược mà khó tiêu chức năng thì 3/4, 74% là mô tả triệu chứng họ rất là khó chịu. Nó nhiều hơn so với những người trong cái nhóm màu vàng là các bệnh lý đơn độc. Chúng ta biết thông thường những cái rối loạn về vận động thường hay được phổ quát hóa, và có một số các cơ chế có thể giải thích tại sao có sự trùng lặp như vậy. Trước khi có thể đi sâu vào chi tiết,
Chúng ta coi thử những yếu tố nào về cơ chế bình sinh. Thực sự ra chúng ta chưa biết hết. Về cơ sở về sinh lý bệnh, chúng tôi sử dụng một cái mô hình vừa về sinh học và tâm lý xã hội học. Có nhiều yếu tố tham gia. Những cái trải nghiệm về stress căng thẳng trong cuộc sống, cái yếu tố về môi trường, di truyền. Họ bị lo lắng, trầm cảm. Cái khả năng đối phó với áp lực bị thiếu, thiếu hụt sự hỗ trợ của mặt xã hội hoặc là gia đình. Điều này cũng thường hay gặp ở các bệnh nhân. Đó là những thành phần chính. Tuy nhiên, nếu như chúng ta xem xét trong ngoại vi hơn, chúng ta có thể thấy những cái thay đổi về vận động của ruột, tình trạng tăng mẫn cảm. Khảo sát thêm về mặt sinh thiết, chúng ta có thể thấy biểu hiện tình trạng viêm ở mức độ thấp. Thí dụ như sự hiện diện của các tế bào mast cell, dưỡng bào hoặc là các tế bào bạch cầu acid eosinophil. Sự thay đổi của hệ vi sinh trong đường ruột. Đặc biệt là sự tương tác giữa cái trục não ruột mà được xem là hai hướng có qua có lại. Đây là một cái thí dụ. Khi chúng tôi khảo sát tình trạng khó tiêu chức năng ở mặt sinh lý bệnh, khoảng cỡ 45% bệnh nhân có tình trạng rối loạn sức chứa của dạ dày. Trong nghiên cứu này, trong tình trạng bình thường khi bệnh nhân ăn vô thì dạ dày sẽ cần phải giãn ra trong đoạn gần. Và đa số thức ăn sẽ phải nằm ở trong buồng đáy vị. Tuy nhiên là những bệnh nhân mà bị rối loạn sức chứa của dạ dày thì cái buồng đáy vị nó không có giãn ra, khiến cho thức ăn lại nằm ở hang vị nhiều hơn. Và điều này gây ra các triệu chứng. Khoảng 30% các bệnh nhân có tình trạng chậm tống xuất thức ăn trong dạ dày và 35% có tình trạng tăng nhạy cảm đối với sự căng trướng của dạ dày, thí dụ như hội chứng đau thượng vị. Xem xét một trong các cơ chế vừa kể là ảnh hưởng tới sự tống xuất thức ăn và sức chứa của dạ dày, không những chỉ gặp trong khó tiêu chức năng mà còn có thể gặp ở trong những bệnh nhân bị hội chứng táo bón do thức ăn chậm trung chuyển. Một tác giả đã thực hiện cái nghiên cứu về thể tích ở trong dạ dày sau bữa ăn. Thể tích này tăng lên ở các bệnh nhân nhóm đối chứng. Tuy nhiên, ở các bệnh nhân mà bị hội chứng trung chuyển táo bón hay trung chuyển chậm thì thể tích dạ dày không có tăng bao nhiêu. Do đó, sức chứa của dạ dày là bị ảnh hưởng ở những ca vừa kể. Rất nhiều những cái rối loạn về vận động vừa kể không chỉ có cố định ở một cái cơ quan mà có thể trải rộng nhiều cơ quan. Một cái thí dụ khác về các cơ chế của khó tiêu chức năng ở trong cái dạng đơn độc cũng như dạng trùng lắm giữa khó tiêu chức năng và IBS là cái cột màu xám. Cái cơ chế về tăng mẫn cảm của tạng là thường gặp hơn ở những nguyên nhân có trùng lắm như hai bệnh lý này. Điều này gợi ý cho thấy sự trùng lắm giữa khó tiêu chức năng và IBS là một cái phân nhóm có độ triệu chứng nặng hơn, có tăng cái độ nhạy cảm của các tạng, có thể được kích hoạt từ trung ương hoặc là ngoại biên. Như đã đề cập với các bạn, một trong những tình trạng mà thường gặp đó là sự trùng lắm giữa trào ngược và khó tiêu chức năng. Cách đây khoảng vài năm, chúng tôi đã cố gắng giải thích cái chuyện gì đã và đang xảy ra. Có phải là tình cờ hay là ngẫu nhiên? Chúng tôi thực hiện nghiên cứu như sau. Chúng tôi đo cái số lượng về cái lần, những cái số lượng của những cái lần thư giãn, giãn cái cơ thắt thực quản dưới, TLESR, là một trong những đặc hiện tượng bệnh lý ở những bệnh nhân bị trào ngược. Và chúng tôi cũng đo sức chứa của dạ dày. Chúng tôi sử dụng một cái đo áp lực kế so sánh với sự tăng áp lực trong dạ dày khi bệnh nhân ăn vô. Trên trục hoành càng đi từ trái qua phải thì độ sức chứa dạ dày càng tăng, còn trên trục tung
là số lượng của những lần giãn cơ thắt thực quản dưới thoáng qua, người ta thấy có mối liên quan tỷ lệ nghịch nghịch đạo, tức là sức chứa dạ dày càng tăng thì số số lần của giãn cơ thắt thực quản dưới càng giảm. Điều này cho thấy có mối liên quan giữa hai bên có thiếu chức năng và trào ngược. Chúng tôi xin mô tả bằng đồ họa như sau. Bình thường khi các bạn ăn vô thì sẽ có sự giãn của đáy vị, và thực ở dạ dày đoạn gần sẽ có sự tăng áp lực. Điều này sẽ dẫn tới sự giãn thoáng qua của cơ thắt thực quản dưới. Tuy nhiên là những bệnh nhân bị khó tiêu chức năng, sức chứa dạ dày không tăng thì áp lực tăng vọt, và điều này sẽ kích hoạt cái phản ứng của thần kinh phế vị mạnh hơn, dẫn tới tăng nhiều giãn cơ thắt thực quản dưới và dẫn tới bệnh lý trào ngược. Như vậy ở đây có mối liên quan giữa giảm sức chứa của dạ dày và bệnh trào ngược. Trong những năm gần đây, không chỉ trong dạ dày mà chúng tôi và các nhóm nghiên cứu khác còn cho thấy có vai trò quan trọng của tá tràng, thậm chí nó còn có thể là vai trò trung tâm trong cơ chế sinh lý bệnh của những rối loạn đường tiêu hóa trên. Đây là một nghiên cứu mà chúng tôi đã thực hiện cách đây vài năm của tác giả Văn Hiêu, xem xét về tinh thấm của tá tràng ở những bệnh nhân mà có biểu hiện trùng lắm và đã có biểu hiện viêm. Khi đo tinh thấm và sinh thiết, tinh thấm này bằng cách đo cái chỉ số gọi là tia về độ trở kháng qua biểu mô ở những bệnh nhân khó tiêu chức năng là thấp hơn so với nhóm đối chứng, cho thấy đây là những bệnh nhân mà có tăng tinh thấm ở tá tràng. Xét về biểu hiện viêm thì có sự gia tăng thâm nhiễm của các bạch cầu axit cũng như là các dưỡng bào. Nếu như các bạn đưa một cái slide này cho một cái người giải phẫu bệnh mà không có nhuộm thì người ta có thể bảo là không có tình trạng viêm. Tuy nhiên nếu như mình đếm các tế bào này một cách cẩn thận thì mình sẽ thấy là có sự gia tăng của các tế bào uracil, mạch cầu uracil. Người ta cũng thấy có mối tương quan giữa tá tràng và dạ dày. Đây là một nghiên cứu đã được trình bày tại hội nghị hồi năm ngoái. Tá tràng mà càng tăng tính thấm thì khả năng tống suất thức ăn của dạ dày càng giảm. Do đó có thể thấy là cái tính thấm của tá tràng là một yếu tố thúc đẩy quan trọng. Điều này vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu trong labo của chúng tôi, khảo sát các nghiên cứu khác để khẳng định cái khả năng về cơ chế sinh bệnh và sự tương quan giữa trào ngược và khó tiêu. Đây là nghiên cứu Calisanda, đây là nghiên cứu dựa trên dân số tại Thụy Điển, có khoảng 1.000 bệnh nhân tham gia, đã được thực hiện vào cuối thập niên 90 và đầu thế kỷ 21. Tất cả bệnh nhân được nội soi dạ dày tá tràng, đánh giá triệu chứng sinh thiết. 10 năm sau, người ta kiểm tra lại triệu chứng và đánh giá mối tương quan. Những bệnh nhân mà ngay từ đầu vào, tức là 10 năm trước cái lần đánh giá thứ hai, những bệnh nhân mà bị khó tiêu chức năng và hội chứng khó chịu sau ăn thì làm tăng nguy cơ bị trào ngược một thập niên sau đó, cho thấy tình trạng khó tiêu chức năng này thông qua giảm sức chứa thức ăn ở trong dạ dày làm tăng nguy cơ về trào ngược về lâu về dài. Về mặt giải phẫu bệnh, những bệnh nhân mà có tăng thâm nhiễm bạch cầu axit ở trong tá tràng ở đầu vào nghiên cứu thì cũng có tăng nguy cơ bị bệnh lý trào ngược tại thời điểm theo dõi sau đó, cho thấy có mối liên quan giữa tá tràng, rối loạn khó tiêu chức năng và trào ngược. Kết hợp tất cả các thông tin vừa kể, người ta đưa ra một cái giả thuyết như sau: có thể tá tràng đóng một vai trò thiết yếu trong cơ chế sinh lý bệnh. Việc tăng cái tính thấm của tá tràng ở các đối tượng vừa kể với tình trạng viêm ở mức độ thấp
được thể hiện qua sự thâm nhiễm của các dưỡng bào và bạch cầu ưa axit, kích hoạt bề mặt thần kinh và chuyển biến từ tá tràng dẫn tới cơ chế phản hồi tới với dạ dày và làm chậm lại sự tống xuất thức ăn của dạ dày và giải thích sự xuất hiện của các triệu chứng trào ngược. Chúng ta biết sự trùng lặp này là phổ biến. Chúng ta biết những bệnh nhân này cần phải đi khám bác sĩ nhiều. Có những bệnh nhân có các triệu chứng nặng. Bây giờ chúng ta xem thử cái cơ những cách để chúng ta điều trị cho bệnh nhân. Dĩ nhiên những bệnh nhân này sẽ có nhiều triệu chứng khác nhau. Triệu chứng có thể là vô số. Thay vì đánh bao và giải quyết tất cả các triệu chứng cùng một lúc, cái mà chúng tôi thực hành trong lâm sàng hiện nay là chúng tôi sẽ kêu bệnh nhân xác định cái triệu chứng nào mà họ khó chịu nhất. Tôi kêu bệnh nhân chỉ ra cho tôi một cái triệu chứng mà muốn giải quyết trước, thì tôi sẽ tập trung vào cái đó. Rồi tới những cái lần tái khám sau, chúng tôi sẽ tìm hiểu về những cái triệu chứng khác để xem thử có phải kết hợp điều trị chung các triệu chứng khác hoặc là đổi được phương pháp điều trị. Một trong các công cụ mà có thể thực hiện đó là sử dụng bản câu hỏi khi bệnh nhân đang chờ ở phòng chờ, đã được thiết kế tại Leuven. Các bản câu hỏi trong phòng chờ ở cái dạng điện tử trong khi bệnh nhân đang chờ trước khi vào phòng khám của chúng tôi. Trong các bản câu hỏi vừa kể, người ta hỏi về tần suất, độ nặng của các triệu chứng của bệnh nhân, của tình trạng trào ngược ở IBS vân vân. Rồi sau đó kết hợp với những hình ảnh. Những hình ảnh này sẽ giúp cho bên hiểu biết hơn. Thí dụ như cái chữ mà buồn nôn thì có thể có người hiểu lầm, nhưng mà với cái hình ảnh thì những hình ảnh minh họa sẽ giúp cho chúng ta dễ truyền đạt thông tin với bệnh nhân. Khi bệnh nhân vào phòng khám là chúng tôi đã coi được kết quả của những cái bản câu hỏi đó rồi. Chúng tôi cũng so sánh sự trùng lắp cho các triệu chứng và có thể quyết định ngay từ đầu là cái triệu chứng nào là cần khắc phục nhất, triệu chứng nào khó chịu nhất của bệnh nhân. Chẳng hạn như đối với bệnh nhân bị khó tiêu chức năng, chúng tôi sử dụng những hình ảnh như sau: cảm giác đầy bụng, mau no, nóng bỏng vùng thượng vị, đau vùng thượng vị. Tuy nhiên trong thực tế có nhiều sự trùng lặp giữa những bệnh nhân mà có các triệu chứng liên quan tới bữa ăn và các triệu chứng sau ăn. Đây là dữ liệu từ 3 quốc gia khác nhau. Cái nhóm mà trùng lắm được xem là cái nhóm lớn nhất. Và vì vậy, về việc chia giữa hội chứng EPS và PDS, một nghiên cứu khác của nhóm của chúng tôi khi ứng dụng Rome 4 đối với những bệnh nhân có cảm giác buồn nôn sau ăn hoặc là đau thượng vị sau ăn thường được xếp là cái nhóm và trong nhóm PDS trong cái phân loại của Rome. Điều này có thể giảm bớt được cái sự trùng lặp và giúp chúng ta dễ phân loại hơn trong điều trị. Như vậy chúng ta đã thấy có sự trùng lắm giữa các triệu chứng sau ăn, đau thượng vị, khó tiêu chức năng và trào ngược. Nhưng không, điều đó không có nghĩa là bắt buộc các bạn phải điều trị kết hợp. Quay trở lại với cái lưu đồ này, chúng ta có thể sử dụng các loại thuốc prokinetic. Chúng ta có nhiều loại prokinetic khác nhau. Tuy nhiên không phải loại nào cũng có sẵn trong thị trường do các chất tác dụng phụ của nó, một số loại nó bị rút khỏi thị trường. Trong số các loại prokinetic vừa kể, Etoprid đã được đánh giá trong các nghiên cứu pha 2 cho thấy có đáp ứng tốt đối với 3 liều của Etoprid về đáp ứng về điểm số triệu chứng. Tuy nhiên trong cái nhóm mà trùng lắp giữa khó tiêu chức năng và trào ngược,
cho một cái phân tích đưa vào sau. Thì cảm giác ở nóng, EtoBrid là có thể được sử dụng ở các đối tượng bị triệu chứng trùng lặp này. Mình có thể không cần phải điều trị kết hợp ngay lập tức, vẫn có thể đơn trị. Trong một nghiên cứu khác tại Bỉ, chúng tôi đã khảo sát những người bệnh nhân mà chỉ bị cái triệu chứng về khó chịu sau ăn đơn thuần, hoặc là những bệnh nhân mà có trùng lặp. Chúng tôi đã sử dụng cái thang điểm của Levin để đánh giá, đặc biệt là trong cái nhóm mà trùng lặp triệu chứng, những cái người mà vừa bị khó chịu sau ăn và đau thượng vị thì EtoBrid là có hiệu quả nhất về giảm các triệu chứng, thí dụ như mau no, đầy bụng, đau thượng vị, vân vân. Như vậy rõ ràng là bệnh nhân có triệu chứng trùng lắm nhưng chỉ cần dùng một đơn trị, thí dụ EtoBrid, bắt đầu nên đơn trị và sau đó thì mới điều trị kết hợp. Như vậy chúng ta đã thấy cái tình trạng trùng lắm là phổ biến và hay gặp trong rối loạn chức năng của đường tiêu hóa. Nhiều bệnh nhân mà bị trùng lắm thường hay tới với mình với cái triệu chứng nặng, có cơ chế sinh lý bệnh phức tạp đứng đằng sau nó, và một mình sẽ chọn cái triệu chứng khó chịu nhất và mình cố gắng giải quyết nó, và đừng có đánh bao đánh kết hợp ngay từ đầu. Có một câu hỏi như sau: nếu như chúng ta có triệu chứng trùng lặp, có phải là nhóm mình nên sử dụng các loại chất điều biến thần kinh ngay từ đầu không? Đó là một câu hỏi thú vị. Thông thường ở những bệnh nhân mà có triệu chứng trùng lắm, giữa 3 hay 4 các tình trạng, thường mình hay phải sử dụng các loại chất điều biến thần kinh, bởi vì đây là những bệnh nhân mà có tình trạng tăng nhạy cảm và đồng thời có thêm các bệnh lý về tâm thần, tâm lý. Thường cũng hay phải sử dụng các loại điều biến thần kinh. Tuy nhiên trong thực hành của tôi thường hay bắt đầu với những điều trị mà đánh ngoài biên, tức là đánh vào đường tiêu hóa, bởi vì nó dễ được bệnh nhân chấp nhận hơn và đồng thời tác dụng phụ ít hơn. Và đặc biệt nếu như mình sử dụng liều thấp của một loại chống trầm cảm ba vòng, nó cũng vẫn có thể có tác dụng phụ. Ví dụ bệnh nhân bị táo bón mà buồn ngủ và bệnh nhân sẽ không cảm thấy vui khi ngay mới vô là đã sử dụng chống trầm cảm rồi. Bệnh nhân cho đó tôi có xài các loại chất chống trầm cảm hoặc điều biến thần kinh nhưng không phải đầu tay. Prokinetic rất là hấp dẫn, có nhiều tác dụng. Tuy nhiên đối với trường hợp trùng lặp mà ông vừa mới nói, tuy nhiên nếu như bị khó tiêu chức năng hoặc liệt nhẹ dạ dày kết hợp với tiêu chảy, IBS tiêu chảy, thì chắc hẳn là rất khó sử dụng Prokinetic, phải không? Điều đó đúng. Vẫn có thể sử dụng Prokinetic. Ví dụ như đối với những bệnh nhân mà bị tiêu chảy thì sử dụng Cicalopride là không được, vì nó tác động nhiều trên đại tràng. Nhưng không phải tất cả các loại Prokinetic đều là cá mè một lứa, chẳng hạn EtoBrid không có tác dụng nhiều. Các bạn vẫn có sử dụng EtoBrid ở các bệnh nhân trùng lặp đó, kể cả trong trường hợp mà IBS tiêu chảy. Một câu hỏi nữa: nếu như bệnh lý trào ngược, chúng ta sử dụng PPI ngày 2 lần và kết hợp EtoBrid được không? Ở một số bệnh nhân thì mình cũng cần, nhưng không phải bệnh nhân nào cũng áp dụng như vậy. Chúng ta cũng biết PPI không những chỉ giảm cái trào ngược mà còn có thể có tác dụng khác ngoài tác dụng ức chế axit. Chẳng hạn như PPI cũng ức chế cái tình trạng viêm ở mức cấp độ thấp của tá tràng, cho nên PPI tác động về mặt cơ chế sinh lý bệnh, cho nên cũng có thể dùng PPI đối với trào ngược và khó tiêu chức năng và trùng lặp. Prokinetic cũng có vai trò trong cái trường hợp trùng lặp như vậy. Tuy nhiên ngay từ đầu tôi không có điều trị kết hợp mà đơn trị trước. Câu hỏi cuối cùng: có thể giải thích tại sao
mà lại dẫn tới sự tăng, đó là cái phản xạ của thần kinh phế vị. Khi chúng ta tăng áp lực ở trong bao tử, trong dạ dày và giảm sức chứa dạ dày, thí dụ như có nhiều hơi ở trong dạ dày, đó là cái phản xạ để chúng ta xì hơi, chúng ta thoát hơi trong dạ dày ra, chúng ta cần phải ở ra, nó sẽ áp lực đó sẽ tăng lên cái vùng đáy vị. Sự căng trướng của cái dạ dày dẫn tới cái sự phản xạ thần kinh phế vị và giãn cái cơ thắt thực quản dưới để thoát hơi trong dạ dày. Như vậy chúng ta đã xong cái phiên thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao 20 phút. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao 20 phút. Và quay trở lại 8:20 cho phiên cuối cùng. Xin cảm ơn tất cả câu hỏi và tham dự. Hẹn gặp lại các bạn sau 20 phút.